Kính thưa quý vị, tiếp sau Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan, thì Văn phòng Dự án Thương mại Xanh thuộc Cục Thương mại Quốc tế Đài Loan đã chính thức giới thiệu chiến dịch sản phẩm xanh đến Việt Nam. Hoạt động chính của chương trình này là trưng bày giới thiệu các sản phẩm thân thiện với môi trường tới đông đảo người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Văn phòng Dự án Thương mại Xanh, gian hàng sản phẩm xanh Đài Loan tại Việt Nam trưng bày và giới thiệu 40 sản phẩm thân thiện với môi trường của 13 công ty Đài Loan. Hầu hết, các sản phẩm được trưng bày tại gian hàng sản phẩm xanh Đài Loan đã nhận được giải thưởng cho các sáng kiến của mình như giải thưởng xuất sắc Đài Loan, giải thưởng thiết kế sản phẩm IF, giải thưởng thiết kế Redot, v.v. Trong đó có thể kể đến những sản phẩm độc đáo như là vải dệt Syntex có nguồn gốc từ bã cà phê, ly cốc làm từ hạt bắp hay là máy xay thức ăn thừa thành phân bón sinh học. Mặc dù được tổ chức trong một không gian khiêm tốn, nhưng ông Tăng Hiển Chiếu, trưởng phòng kinh tế Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây là cơ hội tốt để cho các nhà cung ứng Đài Loan có thể giới thiệu sản phẩm đến đối tác cũng như truyền thông điệp sử dụng sản phẩm xanh đến Việt Nam. Chúng tôi đã tổ chức chiến dịch này thành công tại nhiều quốc gia như Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan. Chúng tôi tin tại Việt Nam chúng tôi cũng có thể dấy lên ý thức dùng sản phẩm xanh thân thiện với môi trường trong người tiêu dùng và tạo được cơ hội hợp tác giữa các nhà cung ứng Đài Loan với doanh nghiệp Việt Nam. Văn phòng Dự án Thương mại Xanh cũng sẽ tổ chức một buổi họp trực tuyến giữa các nhà cung ứng với các đối tác, những người quan tâm đến sản phẩm trưng bày. Chiến dịch này được kéo dài đến hết ngày 2 tháng 11 tại siêu thị Aeon, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.